What's up? How's it going? Chào mừng mọi người đã đến với channel của Upuna. Ok, mình là Chuối đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series Minecraft Pixelmon với Upclub tập 21. Ok, giới thiệu đi. Hai giờ mọi người, mình là Zerod. Và what the heck, tại sao mình không chạy được? tại vì mình sắp lỗi. Ok, hổm dài cái tập 21 mày mình đã cố gắng quay nhưng mà mình đã bị delay, mình đã bị trễ hết 3 ngày. 3 ngày để quay cái tập này vì lý do hổm dài là bận, không phải là bận mà là bị một số lỗi về kỹ thuật, về người host nè. Rồi xong rồi mình đã tìm cách, giờ hổm dài mình bị đứt cáp. Các bạn thấy bên mình lên cao 194 luôn. Nên mình đã tìm một số cách thay thế nhưng mà bây giờ vẫn chưa có khắc phục được tình trạng đó. Mình có thuê một cái VPS để host server đó chơi với, nhưng mà mình vẫn chưa confirm được, nó chậm đó. Mặc dù cái server đó mình thuê tới gần 700 nghìn một tháng rồi. Thật là sống lỗi quá đi mà. Chưa quá sống lỗi. Nói ra cảm thấy đắng lòng thuê cái server 700 ngàn mà để đi quay series cho các bạn coi mà. Thì cái VPS để host server 700 ngàn cho bạn coi mà nó bị trục trặc nên mình rất là buồn. Ok, thì mình mới chơi cái con Magikarp Shiny với Zerot. Yep. Thì ở nhà em đang có người. Nó thế. What the heck? Sao 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 nói ít rồi Anh đang thì nói mà. mình nghĩ là mình sẽ cho cái con Magikarp này nó tiến hóa lên Shiny đi để có được cái con rồng lột màu đỏ. Nhớ nhớ tên là bọc Buran nha, để cho nó spawn ra Pokemon nha. Ok. Ừ, chứ không thôi là Buran AFK thì mấy con Pokemon cũng AFK. Để mình chỉnh đây con này, would you like to, and ok, mình đã disable level của nó rồi. Mình sẽ train cái con Magikarp này lên level, cho nó tiến hóa thành con rồng shiny đi, con rồng màu đỏ Shiny con rồng màu đỏ của mình á anh em. Ơi có con đó. Kabuto nữa nè, bắt quá trời con luôn, ha ha. Full Pokemon rồi. Con này thì bắt ở trên núi, easy game. Hình như có gì đó sai sai. What? Đúng rồi, quá sai luôn rồi. Mình quá sai rồi. Mình chỉnh lộn con rồi. Sorry sorry. Sống lỗi vừa lơ. Rồi hôm bữa mình quên chỉnh cái lồng là cho nó spawn ra cái con ít ít thôi, nó spawn ra nhanh quá rồi. Sống lỗi rồi bạn ơi. Đi ra cho tao bộ cái hiên coi. Bạn có thể nhìn thấy được con Jirara này, bay rất là đẹp nhưng mà skill mình bắt được nó, skill nó rất là Sida, đang định học cho nó nhưng mà làm biến quá. Để coi nè, cái attack down của nó có Thằng 33 quái đạn. mình nghĩ là hổm dài thì tụi mình luyện cấp cũng nhiều rồi, bây giờ mình quyết định là mình thách đấu với Xerox một lần nữa. Ok, chuẩn Fuck. bị thách đấu nào cô, Chơi chơi về à ăn thách cô. đấu với em. Chơi chơi à. Yes, Thấy mặt giống quan tâm không? về đây, cứ về nhà đi, vô quán của mình đi, anh sẽ thách đấu em. Từ chờ tí. Anh sẽ cho em một cái sự thất bại đau đớn. Các bạn Ồ. đang thấy là con rồng lộn của mình, Magikarp Shiny, nó đã tiến hóa thành rồng màu đỏ rồi Kinh nè kinh kinh. các bạn. Ok, thì vậy mình sẽ biến về nhà thôi. Kinh kinh kinh. Trời tối rồi. Time to sleep. Ok, đây. Oh, what the hell. Đây, con rồng màu đỏ. Gì vậy? Rồi nói gì? Mẹ, ghê chưa bạn? Đây, con rồng Shiny đây, đây. Hả? À, Mẹ anh nha. chơi hả? Vãi đạn, hay vậy? Nhanh hay Trời, nhanh? anh cho tiến hóa để anh chỉnh giờ sáng nha. Ok. Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ăn không? Ok. Rốt cuộc mày Mình cũng cho ăn. nó đứng góc nào đẹp đẹp, mình chụp tấm hình làm thumbnail đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi con trai. Hey.
ăn Đây mình sẽ chụp nó. Đây cái con lồng lộn này. Pocket Pass 120. Bam! Easy gang. Đó, rất là đẹp, đẹp trai, cute luôn. Thunder Ok. Quay cái đẹp. Thằng khốn mà làm cái gì mà đi vòng vòng để lúc tao quay clip. What the hell? Rồi, xong Mình muốn lên lõi TV à? Không dễ đâu con. Yeah, con rồi. đập lộn con nè các bạn ơi. Đó, bạn thấy mình không? Biết là đẹp trai, bộ giáp mình màu đỏ, con rồng lộn nó cũng màu đỏ luôn. Ok, thì giờ mình chuẩn bị thách đấu với Seraph nè. À, vậy đàn kinh Mình mà nghĩ là lo. mình đang sắp xếp lại cái đội hình Pokemon của mình. Để coi mình cần phải sử dụng những cái con Pokemon gì để khiêu chiến với Zeroth. Để mình coi đây một vàng có con Celebi này level 70 mà nó cứu chuối đó bạn ơi. Zeroth bên này nghĩ là con rùa, con rồng Kabuto. Kabuto có nên cho nó ra trận không nhỉ? Ra làm gì mấy con em bị đập, mấy con nó bị đập đấy. Con dịch bối rối Dịch mà dịch ủa con này có tiến hóa level 3 chưa ta, mình cũng chưa biết nữa. đúng Con này rồi, sai sao biết gì được. Sao rồi, để không? xem nào, còn gì hot không ta. Để mình đi gọi ra cái con này không biết, mà không biết nó cấp 2, cấp 3, coi cái tai nó là biết liền. Ê, con này mới tiến hóa cấp 2 à, nó mới có hai tay à. Nó bốn Là tay thì nó mới tiến hóa cấp 3 thì mình nhớ là vậy đó. Nè, nó còn một cái đai vậy nè. Con đại này tiến có cái hóa đó cũng luôn được à. mấy tay. Machop K để mình coi coi Kemo Bisselmon Wiki. Biki đâu? Super bomb, maybe. Các bạn đợi mình tí nha, để mình coi con này Machoki nó tiến hóa mà Machoki đúng rồi, nó mới là level thôi, nó tiến hóa rồi đó, nó mới Machop gì vậy. Machop thì con này tiến hóa level mấy nha. Fly Attack Time nó tiến hóa level 20. 20 Ủa hả? level 28 là level 28 thì nó sẽ tiến hóa thành Machop. Ủa ngộ rồi. Explosion Flash Không ta. là mày mày Level 28 mà level 3 mấy là nó chưa tiến hóa. Tại vì Ở đây có một cái con Shiny Machop nó khá là cute. Mình nghĩ là mấy cái Pokemon mày nên là bắt dạng Shiny thì nó sẽ mạnh hơn. Nên chắc mình sẽ tập trung trên level cho mấy con Shiny như là Lucio nè. Ok, bỏ con này vô, bỏ con này là ra. Một là Legendary, hai là Shiny thôi. Chỉ chan những con đó thôi. Ria đó thì chắc mình sẽ chan con này con sứa. Còn này cũng sai đi này. Ở đây. Outer cái con Roblox này phải sai niêm ta. Ủa Roblox Kadabra. này như mình bắt là sai ni đúng không ta, hai con thường đó, Có thấy nó màu vàng vàng. thể. Attack con này bao nhiêu Roblox vậy? Attack con này 150 tỷ. Đúng, mấy biết. Cũng tạm. Attack 64, Defense 89, Will. Attack 125, 105, 189, 133, 152, 106. Ok, thì mình nghĩ là cái đội hình ra trận này cũng khá là ok rồi các Ghê bạn. ghê Tập này mình sợ. chuẩn bị để chiến đấu thách thức Zeroth. Ok, vô cô. Vô Mình câu. sẽ sắp xếp đội hình. Thứ nhất là sẽ cho con này, Ai con này đây? xong rồi tới con này, xong rồi tới con này, xong rồi tới con này. Con này. Ok. Đội hình này khá là VIP rồi bạn. Solo cô. Hả? Come on baby. Wait Yeah. one minute.
Anh sẽ vào cái này để đợi nó đợi Zeros. One minute, từ từ cho tí thôi, để xem Come on baby, nào. let's go guys. Ok, cái hậu quán đây hổm giờ Buran sống lỗi quá, tối ngày đi tập gym. Đi tập gym hoài không lo xây hậu quán gì hết. Cậu à. Đây là cái quán bar nè, bạn nào chưa coi mình cho cái coi lại nè. Có Có sao lắc nhỉ? luôn. Có luôn. Đâu rồi Im ta? ơn kìa. Hiện tại là do cái facecam của mình che mất cái bản đồ rồi. Nếu mà không có che bản đồ á thì các bạn thấy là trên đây á là nguyên cái trái cầu Pokemon nè. À. Đó nhưng mà Buran xây theo cái phong cách á là nó dẹp, nó dài. Thì có bạn đề xuất á là anh nên xây theo cái hình tròn cho nó giống như trong phim. Thì chắc bữa nào mình sẽ xây một cái vòng tròn, một cái sàn đấu đó ở ngoài. Cái này là sàn đấu trong hội quán thì nó hình này, còn ở ngoài thì khác. À, nó sẽ là vòng tròn. Rồi xong rồi hai bên thì sẽ có một cái đại lộ như là một cái bục đi lên, hai người đứng hai bên thả Pokemon xuống đất giống như trong phim đó các bạn, trong phim hoạt hình Pokemon á. Bạn nào fan Pokemon thì chắc biết cái đó ha. Thì Yep. ý tưởng cũng là vậy nhưng mà để tập sau đi rồi mình sẽ xây. Ok. Ok, bây giờ come on, lại coi hàng sống lỗi. Ở đâu rồi? Zeros. À đây đây đây. Bãi đạn hỏi Đây. quán. Choose your side. Ok, thì bây Vla. giờ thả ra quốc nào. Con gì vậy? Ồ Đúng rồi, vãi cái này. đái. Kinh Ơi, kinh không có kinh. chọn Pokemon khắc hệ nha. Ok, thì đây là Ups Banana và Zeros của mình, hai con legendary và đó là hai con legendary. Ok. À, nó là Charizard. Charizard nó là level 39 ha. Đúng rồi. Mình sẽ cho nó một cái chiêu nên chiêu mà mình sử dụng chiêu Daron đi chứ không xài chiêu lửa. Nó là Pokemon lửa mình cũng lửa sẽ. Đó. Đù kinh kinh Đó, kinh. rồi giờ mình thấy là ai thắng Cầm rồi đó. cái Gồng sừng. nó sao bằng gồng mình là mình á, ngày nào cũng cho nó tập thể dục, tập gym á. Gì Cho không? nó bơi rồi. Ồ, Rayquaza. Bom. Rayquaza. Này, Rayquaza nó bảo chơi Rayquaza thì mình nên chơi con gì? À, theo bạn mình nên chơi con gì? Mình sẽ chơi con chim băng Chim băng Articuno. rồi. Articuno. Chim băng đây, chim băng thì mình chưa nghiên cứu mấy skill nó nữa. Refact, Ice Miss, à, mình nên chơi, mình nghĩ là nên chơi đòn tâm lý của nó trước bằng cái chiêu Ability. What Fucking the heck? Oh my god. Không được rồi, mình sẽ chơi Raikou ra thôi. À, con đạn. Rayquaza của nó ghê quá. Mình sẽ chơi Chill Punk. Mày à, Rayquaza à, dám Ây giỡn mặt với anh Thunder nè. Một phát. Ủa, nó đổi qua Raikou rồi bạn ơi. da. Ôi, đau. Nhưng mà Raikou của nó làm sao bằng Raikou của chuối đây. Tại vì chuối đã tranh cho con Raikou này nhờ. Các bạn nhớ cái tập mà đánh 375 con không? Mình tranh 375 con thì con Raikou của mình đã lên level tới 91 rồi. Vãi Raikou đại. của Bảo thì đâu có bằng level mình. Thân đập Phan. Phan đó. Hơn đầu Fang Phan Spunk đó. Thân đập Sóc. Easy. easy lên bảng. Con gì đây? Level 49 à. Ồ cũng easy game thôi. Một Yep. phát. Kinh 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 kinh. Ấy chết con ngựa rồi. Ê từ từ. You want out battle no. Sewerod, à, anh không muốn kết thúc em sớm như thế, anh sẽ chuyển qua những cái con nhím lửa này. Ủa sao chuyển qua Rayquaza rồi? Ờ cái thằng này sống lỗi nha. What Nó chơi chiến thuật các bạn ơi. À, mình nghĩ là Flame Rover với lại Lava Pump chơi chiêu này đi, Lava Pump. Oh my god. hell?
À, hiện tại thì Zeroth nó chơi cái chiến thuật gì mình cũng không biết luôn các bạn ơi. Nó giấu con Rayquaza vô rồi xong nó ra mấy anh kia để nó lừa mình. Thì bây giờ mình phải cho lại Raikou thôi. À, One hit Rayquaza die, boom. hả? Double hit, vãi đạn, double hit, Mình đã tuyển cái con Rayquaza của Zeroth nó lên bảng đếm số rồi bạn ơi. Nó thả con là Samurott thì bây giờ mình sẽ chuyển qua Broblun này để đấu với cái con nó đi. Mình không muốn giết nó bằng một cách nhanh chóng. Để coi Protagon. Gengar Nightshade. Shade Nightshade. Ok, bóng tối. Ủa cái con em đẹp quá à. Tại vì nó không được xấu rồi nè. Ra đấu bằng Rowlet chuyển qua Blunk của anh. Blunk. Ok, địch không được à? Chết rồi, ngu rồi. Super Poison. Không được luôn. Mày không được luôn. Rồi, nát con mẹ nó game rồi. Xong Gì rồi, vậy ba? bóp. Poison anh à, định poison anh à. Này thì Watergun. poison. Watering. Bam. Die, bitch. Hè hè, nãy giờ lấy con đó chỉ để chọt đích anh đấy. Kinh chưa? Con này có Hai cái chọt thấy cái mũi dài chọt dài đó không? Thấy cái mũi nó dài dài không? Ừ, để chọt anh đấy. nó là dạng kỳ lân. Ủa cha Zidane nãy giờ nó chưa chết sao? À thằng Bảo này chơi chiến thuật tinh vi vơ. Giờ mới chết rồi. Ấy đạn. Ổn Ủa ổn nó rồi. còn Raichu luôn. Raichu này thì Ổn ổn Raichu rồi. một Ổn hit ổn rồi. À! đâu sao Raichu nó mạnh quá vậy? Super Poison Boom. Ôi, nó em chơi cắn thuốc hả anh kia? Hả? Chơi Cái chơi không thuốc hả? Vậy à. là mình thắng rồi mày ơi. Yeah, mình chỉ còn một cái con Pokemon duy nhất. Đó là... Ủa còn hai Tiếp. Còn ra cù với con đó. con rồng còn 5 máu với anh Ơi Raikou còn à, 2 4 đàn máu. à, cái tật không chịu chạy lên bờ. Tiếp đi, tiếp giờ này only chơi Thôi only. bây giờ tập này mình dẹp mấy con Legendary vô đi. Ok. Ok, mình lên mình quên ở đây có cái thùng thay Pokemon mà mình ngáo quá bạn ơi. Thì mình nghĩ là mình nên dẹp hai con Legendary vô. Dẹp con Raikou với lại Sao với con Articuno. chi con cu Ok, mình sẽ dẹp hai con Legendary này vô. Mình sẽ xài mấy Pokemon thôi. Mình nghĩ là mình nên chơi chiến thuật gì với thằng Zeroth này. Zeroth này nó chơi chiến thuật ghê quá bạn ơi. đạn hay Mình sẽ chơi chiến thuật là Pokemon một hệ nhưng mà con nó nằm đâu có rồi ta, nhớ bắt được con đó rồi mà ta. What the fuck. Ok, nice. Em cũng chỉ là con cuốn thôi. Ấy, mình bạn sẽ chơi Sapu. Pokemon vật lý với nó. Có con Pokemon nào tên sinh lý không? Vật lý á, đam Thôi, vật lý thôi á. sinh lý à. Ấy con này là con gì ta? Ok, 82 à. Ô, cũng ngon dream. Dẹp con này vô 10 đi. bài đàn, 88 bài đàn, Hiện start. tại thì mình không nói để cho không nói là mình sử dụng Pokemon gì để nó không có đoán được Pokemon của mình. Bất đàn. Bắt công nó sẽ sắp xếp để Pokemon khắc hệ. Bất Zeroth đàn. Có rất biết là đắt tinh đâu. Có biết đắt đâu khắc hệ. vi. Zeroth thật là tinh vi nên Ơi. mình không phải gọi Ê. là Con này là con liền gì đây? Con cấp mấy vậy? Zeroth. Nhìn gay quá liền. Lucary. Nè, ngon trim. Maybe. Đây. Boom. And Star. boom. Con này thì 80 speed attack. À, tập này mình biết mình sẽ chơi gì rồi các bạn ơi. Mình sẽ chơi là một vàng. Đây là một vàng gì thì các bạn biết rồi gì. Đó, đây là một cái vàng Pokemon giống nhau nè các bạn. Thuộc cùng thuộc một hệ. Phải lành.
Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ok, ra trận nào. Chơi câu. Ha ha. Con cấp thấp lắm, không con là cấp trên cấp 50 á. What the fuck? Ê, không có chuyện nha. Sếp. Sắp lỗi rồi. Nó đang chơi cái con này Omastar Brother War. Omastar thì nên chơi Accident Power. Năng lực. Ồ, thì ra nó chơi nó cũng là sử dụng Pokemon Pokemon thời tiền sử giống mình. Đúng rồi. Lên bảng nha, thời tiền sử nha. Kinh vậy. Lên bảng nha. Trời ơi. Accident không mà. Không được, không được rồi, không nổi rồi. Chọn ngu rồi. Đây rồi. À, thì ra cái con Blue Scray tiến hóa từ cái con Blue Show. À, nhưng rất tiếc thì cái chiêu Accident Power mình chơi liên tục Brown Water. Ok, lên bảng đếm số em. Em là Pokemon hệ điện hả? Hệ điện cũng chết với hệ nước thôi. Lên bảng. Ây da. Khó chịu vậy, con đó chơi khó chịu vậy. Em tưởng con đó chả có cái gì hết chứ. Chả có cái gì hả? Không tìm hiểu kỹ. Lên mạng tìm hiểu kỹ đi rồi đấu với anh. Làm Omastar. Ghê chưa? Gần đi gần đi gần. Con đó đách em đách em cày lên vào con đó luôn á. Tại em không có tìm hiểu kỹ những cái Pokemon thời tiền sử. Không. Trainer gì đâu mà hư cấu quá. Vậy đại quái lanh. Omastar. Waiting. Biết con này rồi, con này là cái con đầu tiên mình lấy được nè. Vậy đại. Ngu người rồi. Lại đây. Ngu người rồi. Lại đây anh đang. Anh chờ em, anh chờ anh á. Ủa gì kì vậy? Anh đang chờ em á. Em đang chờ anh á. Anh đang chờ em á. Em đang chờ anh á. What the fuck. Rồi hiểu luôn cái game gì thôi rồi. Chết rồi. À, hiện tại hai cái con các bạn đang chờ biết lý do tại sao hai cái con Pokemon nhau. Đang nói chuyện nhau. À, nó đang kể chuyện tại sao mình phải đánh nhau. À, cho hai cái thằng hư cấu này nó ngồi nó chỉ mình đánh nhau. Thiệt là hư cấu, mình không nên đánh nhau nữa. Hãy thông nhau đi, ý lộn, hãy yêu nhau đi. Hay là đấy, mình đấy. Cứ bất chấp hết giao thông đi anh. Rồi thua rồi, đấy rồi. À, mình đã giỡn rồi chứ hình như là một trong hai đứa mình đang một đứa bị đít mạng nên nó waiting này nè. Thì các bạn thông cảm nha. Nát rồi. Đây là một cái sự cố ngoài ý muốn. Pokemon nó đang gọi là nó đang nói chuyện với nhau, đang tâm sự loài chim biển. What the master. Nói là thôi, bây giờ chúng mình sẽ trở về hệ tiền sử nhé. Vậy chúng là ta cùng hãy tâm sự như hai thằng bạn gay, ý lộn hai thằng bạn thân. Vãi lành chứ à, thua, hashtag quỳ. À, em có thoát ra được không? Không. Tại sao phải thoát ra? Hứ. Rồi. Đâu rồi? Nát rồi. Chú ý. Hả? Sao anh đang nói vậy chứ? Để anh thoát ra đó, cái khúc đó mình tí mình cắt. Cái đẹp. Ok, mình đã quay trở lại. Yep. Ok, bây giờ mình đã quay trở lại rồi bạn ơi. Thì nãy giờ là vì sự cố kỹ thuật ê, nên... Xí, chú ý. Ờ. Đang xài skin gì vậy? Đang xài skin gì? Skin gì kệ anh, em không biết đâu. Hiện tại là mình đang xài một cái skin bá đạo. Nhìn cơm đi. Cả... Này chuối đây, à... này chuối đang chiên à. Chuối chiên à. Chuối gì kệ chuối, mệt quá. Ok thì bây giờ mình đã trở lại thì mình nghĩ là mình nên cái trận đấu này hồi nãy đang được tạm ngưng. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục cái trận đấu này. À, Omastar của mình quá dữ thì nãy giờ là mình kêu là mình mới hồi máu mình và Zeroth. Ok, để đánh lại nào. Dạ. Cái trận nào cu. Vậy đàn, đã nói đánh có con nào trên level đó mà đờ bờ. Vậy đàn. Raichu à.
Bộp. À, Raichu hả? Bị ghê. Mình nghĩ là Lên Raichu nó là Pokemon hệ điện. lấy Họ Pokemon hệ đánh lửa mày mày Raichu. nè, từ đầu ông hết đồ rồi. Fuck Thunder bụp đẹp đai trước khi Thunder đai trước khi Thunder ở con rồng lộn này, anh sẽ cho em thành rồng nướng luôn. kinh 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 Thunder phang mày ấy bụi. Mày hả bưởi? Phang tiếp nó cho anh. Oh, what? Oh, master của anh ra trận. Boom. Bùm hả À. mày? Đúng mà. Sai được. Fury Center, bụp. Rồi. Master của mình đánh một lần là đánh sử dụng hai kỳ hai chiêu nên nó rất là cái bá đạo, nên nào bạn thấy nó đánh một lần có thể nó sử dụng hai chiêu liên tiếp. Vãi đạn. À double. Nó giờ nãy đang đang đánh double lần lên. Khó chịu phải lành ra. Nó có xác suất là double skill của Accident Power. Yes. Chỉ Ok, ra rồi. thì bây giờ mình sẽ chơi tiếp để coi cái con rồng này đây. Accident Power lên bảng đếm số nha bá. Vậy ủa sao anh Trận còn có chiến Accident Power như này vậy? vẫn sẽ tiếp tục. À! Nát rồi. Ba Mình tầy. nghĩ là cái trận này mình giết Xerox khá là nhanh các bạn à. Chết mẹ, điện ứng tắc Do cồ gì vậy? Ngu rồi. Ma đi không ứng Pokemon tắc cồ gì vậy trời? Do Pokemon của Xerox khá yếu. Ok, thì sau hai trận Battle thì mình cũng quên rồi các bạn ơi, mình đã chiến thắng sau hai trận Battle. Thì thôi nhóc ơi, về luyện thêm 10 năm nữa đi, đi kiếm anh chuối khiêu chiến nha. Ở lại cày level thì im ngon. Em hãy luyện ở đây là tập 21 rồi, gì em hãy luyện level thêm 5 tập nữa đi, tập 26 thì đi kiếm anh chuối và thách đấu lại anh chuối nha. Thôi Chưa? em làm biến đó, em còn kiếm Pokemon mới. Cuộc đời Rồi, là những hành em trình, đang hiểu không? Cuộc là đời là những hành một trình. nhà trainer của Bob. Rồi Không đã có cần một như anh Pokemon chú mới. đẹp trai rất Chứ là sống biết lỗi toàn hành lấy động đồ kỹ xịn năng. nữa mà. Với đàn sống lỗi, sống lỗi, sống Ê, lỗi, sao đánh tôi? sống lỗi, Somebody help me, somebody help me sống á. lỗi, sống lỗi, sống lỗi. Oh my god, ở con chim gì kia? Còn có thằng này cho tôi. Chim không? Ủa con à con này mình bắt Ấy con rồi. này chưa bắt. Tao đó là con gì? TB Buranwa cá đi. Để Tao cho nó spawn ra Pokemon. anh TB đi. Trời, chơi ngu rồi. Xài skill này lúc nào con của mình cũng không có chơi được gì nữa đó. Vãi đạn. Toàn quay tin không à. Ok. Sau hai trận đó là cũng thua hết và Ai thua? Em em thua chứ anh đâu thua. ừ Anh thắng hai trận mà. em nói gì đâu. Cảm ơn các bạn đã xem tập này. Ok, thì mình nghĩ là cái tập này thì mình chỉ đánh sâu, gọi là sâu nhiều tập thì tụi mình không có đánh nhau, thì cái tập này là mình chủ yếu là để thách đấu với cái Xerox để coi cái mức độ nó luyện Pokemon thế nào, rồi nó có lên trình hay không. Có Nhưng mà luyện mình thấy nó cũng téo không? cùi phết. Ai ai coi video mình biết nha, mình tài không không bao giờ luyện Pokemon, tài đi bắt không à. Không hề luyện. Zeroth rất là cùi bắp. Không hề Ok, thì mình hy vọng các bạn thích tập này. Nếu bạn thích thì hãy nhân để lại một like, một share để ủng hộ cho tụi mình. Ngoài ra thì các bạn nào muốn ủng hộ cho tụi mình có kinh phí để quay được nhiều tập hơn, giống như để thuê server gì đó để cho quay clip đỡ bị lắc hay gì đó, thì nhớ liên hệ qua cái phần mô tả ở dưới hoặc là nick Facebook của mình là Vũ Phạm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này. Xin chào, hello, see you and high five. Rồi.